Sáng qua ngày 26 tháng 7, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, số 8 đường Thống Nhất, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hương Trà đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã suy cử Đại đức Thích Chí Viên đảm nhiệm chức vị trưởng Ban trị sự nhiệm kỳ mới 2021-2026. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn quốc, thực hiện công văn của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chỉ đạo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng chống dịch COVID-19, Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Hương Trà đã thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Thích Khế Trơn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Chứng minh Cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hương Trà, Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, lãnh đạo chính quyền thị xã Hương Trà cùng quý đạo hữu Phật tử các giới. Trước lễ khai mạc, Chư Tôn Đức Chứng minh, chủ tọa đoàn cùng quý đại biểu quang lâm hội trường thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, dành một phút mặc niệm tri ân chư vị tiền bối hữu công, anh linh chư vị thánh tử đạo và 13 chiến sĩ hy sinh tại tiểu khu 67 khi làm nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3 nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thượng tọa Thích Hoàng Mãn, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã, trưởng ban tổ chức đã phát biểu khai mạc, nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hương Trà luôn thể hiện vai trò gắn kết, chung tay xây dựng ngôi nhà Phật giáo ngày càng phát triển trang nghiêm. Trong suốt nhiệm kỳ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hương Trà luôn nghiêm túc thực hiện những sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đẩy mạnh và hoàn thành nhiều công tác Phật sự. Tiếp nối tinh thần đó, Tăng Ni và cư sĩ Phật tử tại địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trong các công tác Phật sự, tập trung tâm lực và trí lực, chung tay phát triển giáo hội và làm tốt vai trò hộ quốc an dân. Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Hữu Đức, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hương Trà báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, toàn thị xã có 51 cơ sở tự viện với 53 tỳ kheo tăng, 18 tỳ kheo ni, 30 sa di, 2 thức xoa, 10 sa di ni và 41 chúng điệu đang tu học và hoạt động Phật sự. Các dịp lễ quan trọng hàng năm đều được Ban trị sự Phật giáo thị xã tổ chức trang nghiêm trọng thể. Công tác từ thiện xã hội được các tự viện tích cực thực hiện với tổng số tiền làm từ thiện là hơn 9 tỷ đồng. Tại đại hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hương Trà đã thông qua Ban dân vận thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ bà con nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã đọc quyết định trao tặng bằng tán dương công đức của Ban trị sự tỉnh đến tập thể Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hương Trà cùng các thành viên trong Ban trị sự đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua. Tiếp đến, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đã tuyên bố mãn nhiệm, đồng thời giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban trị sự và Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2021-2026. Hòa thượng Thích Khế Trơn, trưởng Ban chỉ đạo đại hội đã chủ trì việc lấy ý kiến các đại biểu được suy cử. 100% thành viên tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý. Đại hội lần này suy cử Đại đức Thích Chí Viên đảm nhiệm chức vị trưởng Ban trị sự nhiệm kỳ mới 2021-2026. Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đức Thanh chúc mừng tân trưởng Ban trị sự và tán thán công đức của tập thể Ban trị sự Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Hòa thượng mong rằng mỗi cá nhân trong Ban trị sự nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà giáo hội giao phó, hướng dẫn các tín đồ Phật tử tu tập theo chính pháp, thực hiện theo đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.